Sam đi Sam boy, hi everyone. Rồi các bạn ơi, đây là hạt mít đã được luộc chín rồi đây các bạn. Bây giờ sẽ cho Sam và Sơ cùng ăn đây các bạn.
Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.